quý vị. Quý vị biết là năm nay là tôi chọn cái cosplay này. Có cái cây này nó cũng tiện lắm. Phòng những cái trường hợp như thế này tôi hay cứ bị đứng không vững với những cái gì đó nó quá là ấn tượng. Cho nên tôi cần một cái gì đó để chống đỡ. Nhất là trong những cái trường hợp như thế này. Chào em rất xinh đẹp. Anh thì rất là ấn tượng về cái giọng thỏ thẻ của em. Giọng đấy nó nghe thì rất là mỏng manh, nhưng mà thực sự ẩn chứa bên trong nó là một sự rất là nguy hiểm. Lực lượng hơi lép thế một chút xíu dành cho đội của Huawei và Caric. Hy vọng là hai đội này sẽ tiếp tục tăng tốc. Hôm nay chúng ta thấy là hình như là huấn luyện viên Huawei có một chiến thuật mới, hình như là chiến thuật về của cải tài sản để dẫn dụ thêm thí sinh. Dạ, thật ra thì mấy cái này không phải dành để dẫn dụ thí sinh. Thí sinh về xong rồi mới có được. Dù siêu xe hay là cái cây kem đông lạnh thì cái sự chia sẻ và đồng hành đó là một điều rất là tuyệt vời với các thành viên của em. Ok, năm nay Caric hơi ủ hàng. Tại vì năm ngoái là Caric là như là... À không, năm ngoái em không bắn như thế. Ồ, năm ngoái em bắn ngay những phát súng đầu tiên em chạy... Anh biết tại sao không? Bởi vì năm ngoái mình thiếu một thứ, đó là kinh nghiệm. Năm nay thì em rất nhiều kinh nghiệm. Cho nên em chậm lại nó chắc. À không, em chậm thì là có chắc đó. Nhưng mà chậm quá là nó mệt. Cái hay ta lấy hết. Thì em nghĩ hôm nay em sẽ sát phạt hết mình, anh đừng lo. Ông mà em muốn hết mình sẽ là ông kia. Ông Hồng Loè. À Hồng Loè. Bring it on. Ok, không, nhưng mà anh nghĩ là Hồng Loè em không cần phải quan tâm. Em là em nên lo cái người bạn thân của em. Không, em không sợ những đứa âm u. Em sợ mấy đứa âm thầm nữa anh. Ok, không sợ âm u chứ sợ âm thầm thôi. Đối thủ của em muốn nhắm vào là Huawei. Nhưng mà tại vì Huawei vừa nói như vậy nên Caric, sorry. Tại vì Caric vừa nói như vậy nên em sẵn sàng đối đầu với Caric thôi. Có như cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng á. Dạ. I see you. Ok. Bây giờ chúng ta trở lại với cái người mà tôi nghĩ rằng hiện nay là đang rung đùi mạnh nhất. Bởi vì hiện nay đội anh ta có những thí sinh khá là mạnh. Và anh ta cũng là một cái người mà đáng lẽ phải đi làm MC. Anh ta ăn nói giống như là cái người đại diện cho hai họ vậy đó. Đó là anh Thiện Âm Thanh. Hiện nay thì Thiện Âm Thanh cảm thấy như thế nào về lực lượng của đội mình? Em thì cảm thấy là mặc dù là đội vẫn còn rất là yếu thế. Yếu thế hả? Như thế mà yếu thế. Rất là cần sự yêu ái từ giám khảo. Có một cái sự cấu kết khủng khiếp trong cái mùa này, em có thấy cái điều đó không? À, em biết anh đang nói Chất City với lại Thiện. Sao có Chất City ở đây? Yêu ái gì nữa? Anh có thể anh nói. Mỗi một sự lựa chọn của Ramastic thì Ramastic rất là hài lòng. Mặc dù kinh nghiệm ngồi ở vị trí này rất là ít ỏi, nhưng mà kinh nghiệm mà làm producer cũng như là đã từng có một thời gian ngồi ở vị trí trên kia thì Ramastic cũng sẽ đồng hành với các bạn thí sinh mình đi được con đường đúng đắn nhất rồi. Thật ra là không những Ramastic hài lòng với những lựa chọn của mình mà Ramastic còn hài lòng luôn với lựa chọn của rất nhiều người khi mà thí sinh. Anh Thành, em nghĩ là mình có nên đổi thành Thiện Âm Mưu thay vì Thiện Âm Thanh đúng không? Ồ ha, thiệt á, cái tên Thiện Âm Mưu nó tỷ hơn. Tới cái giờ phút này là không còn âm thanh gì nữa, chỉ có âm mưu thôi. Tôi nói cái người cuối cùng để coi có ai là cái người âm binh nè. Bây giờ là lên tới Thiện Âm Mưu rồi đó. Xin được cảm ơn tất cả những chia sẻ của bốn vị huấn luyện viên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước tiếp vào thế giới tranh tài ở vòng chinh phục này. Và bây giờ sẽ là thí sinh đầu tiên. Thưa quý vị, quý vị biết là năm nay là tôi chọn cái cosplay này. Có cái cây này nó cũng tiện lắm. Phòng những cái trường hợp như thế này tôi hay cứ bị đứng không vững với những cái gì đó nó quá là ấn tượng. Cho nên tôi cần một cái gì đó để chống đỡ. Nhất là trong những cái trường hợp như thế này. Chào em rất xinh đẹp. Chào anh Trấn Thành, cảm ơn anh. Em chào tất cả mọi người có mặt tại trường quay hôm nay. Chào tất cả bên khán giả. Sau mỗi lần gặp nữ là Bin cười tủm tỉm như Bin. Mỗi khi ra đường em sẽ mất khoảng bao lâu để làm đẹp?
Thật ra là tại vì chương trình này em mới thấy là em đẹp hơn rất là nhiều, chứ ngoài đời em mất khoảng 5 phút để em chuẩn bị thôi. Wow, tuyệt vời. Em cảm ơn chương trình rất là nhiều để cho em đẹp. Thế em đang làm công việc gì? Ê, rất vui được gặp mọi người. Mình tên là Phạm Thị Yến Vi. Rap name của mình là Vi Thăng. Thăng ở đây là dấu thăng trong âm nhạc. Và mình muốn khi mà mọi người nghe âm nhạc của mình thì cảm giác cũng thăng hoa như vậy. We are soldiers. Hiện tại mình là sinh viên năm 3 của trong ngành ngôn ngữ Anh của trường Đại học Quốc tế, trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài ra thì mình cũng có đi làm giáo viên tiếng Anh part-time. Học viên của mình không ai biết mình đi thi Rap Việt hết. Trước đó mọi người chỉ biết mình với mái tóc ngang vai như thế này thôi. Và khi mà đến với chương trình Rap Việt thì mình mới cắt đầu tóc như thế này để nói lên cái tính thật của mình. Từ trước đến nay thì mình chỉ được biết đến với một cái tên là Vi Thăng, Bi Melody cho những cái rapper tên tuổi như là Bi Ray, Negif. Nhưng mà bây giờ đến với chương trình Rap Việt, mình muốn mọi người biết với mình là một rapper. Mình yêu cái văn hóa hip hop này và mình muốn thử sức mọi thể loại. Từ trước đến giờ thì Vi viết về chủ đề tình yêu là chính. Nhưng mà khi đến với Rap Việt vòng 1 này thì Vi viết về bản thân mình để trả lời cho câu hỏi Vi Thăng là ai. Chắc chắn sự xuất hiện của mình sẽ làm mọi người rất là bất ngờ, kể cả gia đình và cả bạn bè của mình luôn. Và đặc biệt đó là mình phải chinh phục được các huấn luyện viên. Anh đang ngồi anh suy nghĩ là với một cái người mà cá tính như vậy, rồi khi đi làm cô giáo thì sẽ có một cái look như thế nào nhờ? Nha. Dạ, em thấy đi dạy cũng như là biểu diễn vậy đó. Mình sẽ đặt một cái nhân vật khác của mình ra để mình dạy học trò thôi. Thế hôm nay nhân vật em muốn mang đến cho chương trình là một nhân vật như thế nào? Em nghĩ là mọi người sẽ đón chờ xem. Chọn ngay cho rapper bạn yêu thích của tuần để có cơ hội trúng giải thưởng giá trị tại Appian và tham gia. Đừng có chắc, nhưng mà so hard with just a tea. Bước lên sân khấu, luôn phải đứng nhất về mặt thẩm mỹ. Bỏ xuống những kẻ ganh ghét, tôi chỉ tìm một chân lý. Cùng mày homie chết. Khi văn hóa này bao phủ, tôi ô chuột anh làm quan thì không phân biệt em. Chúc mừng Vi Thăng với hai sự đồng ý của Binzy và Ramastic. Cái phong cách của em lạ ha. Nó có cái đoạn mà cái voice giống như chipmunk vậy đó. VDT đại nó Vietnamese không phải con nhà đại báo. Từ đâu nó có cái style đó em nhỉ? Cái style đó em thấy bên nước ngoài khá là phổ biến à. Rất là young thug. Yeah, nó rất là cartoon. Và nó hợp với ngoại hình của em chứ đấy. Dạ, em cảm ơn. Yeah. Ok, xin nhận xét đến từ hai người đàn ông đã lựa chọn Vi Thăng. Trước hết là khi mà nghe vài câu đầu thôi, anh thấy cái âm nhạc của em rất là hiện đại. Cái điều thực sự làm anh ấn tượng là những cái chỗ trống ở trong cái flow của em. Em đặt nó vào những chỗ rất là tinh tế. Anh rất là ít thấy những người có cái flow giống như vậy. Hơn nữa, em dùng cái quãng cao, em nói là chipmunk. Ở trong cái giọng của em dùng nó rất tốt. Và em hát cũng rất tốt nữa. Anh nghĩ em có đủ mọi thứ để được chọn. Anh thì rất là ấn tượng về cái giọng thỏ thẻ của em. Giọng đấy nó nghe thì rất là mỏng manh, nhưng mà thực sự ẩn chứa bên trong nó là một sự rất là nguy hiểm. Anh biết là cái flow của em nó đánh trúng tim đen của anh Bin luôn. Chắc chắn là dù anh hay là anh Binzy thì hai người đều có thể dẫn đường và đồng hành cùng em chinh phục cái đỉnh cao đây. Cảm ơn Ryan. Thật ra trong cái trường hợp này thì tất cả chúng ta nhìn vào thì cũng có thể thấy được rằng là em rất là hợp với nhạc của Bin, là bởi vì hai người đều chọn cái style có những cái khoảng lặng rất là giá trị trong tác phẩm của mình. Nó cho người ta thấy được cái sự bình tĩnh của cái người biểu diễn. Tại vì phải bình tĩnh thì mới đủ thả vào những cái nốt lặng giá trị. Không biết là ý kiến của hai vị giám khảo như thế nào về cái trường hợp này ạ? Nói thật là cái giai điệu em đi rất là tây. Cái cách em phối hợp rap với cả giai điệu melody cũng rất là hợp lý. Nếu mà anh là một người huấn luyện viên chẳng hạn, anh sẽ nhìn ra được tiềm năng có thể làm được rất nhiều thứ từ em. Tuy nhiên em rất là nhỏ bé nhưng mà cái giọng em cực kỳ nội lực. Và khi mà em hát lên nguyên một cái bài hát mà không có một chút lúng túng nào ở trên sân khấu như thế thì thực sự anh nghĩ là các vòng sau em còn có thể làm được nhiều thứ hơn nữa. Cố gắng lên nhé. Em cảm ơn anh rất là
Thấy cái style của bạn này cũng có cái gì đó quái quái, là lạ và rất là tỏ ra vẻ phụ nữ nguy hiểm nha. Đúng không ạ? Dạ vâng. Hy vọng là em cũng sẽ là một cái màu sắc thú vị của cuộc thi năm nay. Thế hai vị giám khảo quyết định cô gái này sẽ nên thuộc về người đàn ông nào? Chắc là anh em quyết định nhanh nhỉ? Dramatic rồi nhanh anh ạ. Sao các anh biết em chọn Hoài vậy? Đúng như kiểu là Dramatic nói lúc đầu ấy, là Dramatic thích cái giọng thỏ thẻ của bạn này. Anh nghĩ là bạn ấy sẽ nên về đội của một huấn luyện viên có giọng thỏ thẻ như thế, và lại có nhiều cái melody mà thực sự là đơn giản và cách trì, thì anh nghĩ là... Có phải anh đang nói đến em không? Bạn ấy sẽ về đội của... Binzy. Chúc mừng em Vi Thăng về với đội của Binzy. Ngay cho rapper bạn yêu thích của tuần để có cơ hội trúng giải thưởng giá trị tại Appian và tham gia ngay.